Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm và động viên các thí sinh, cán bộ giám thị làm nhiệm vụ tại điểm thi số 2 đặt tại trường Trung học phổ thông Bạc Liêu. Đây là điểm thi có số lượng thí sinh lớn nhất tỉnh. Tại điểm thi số 2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thăm hỏi tình hình chuẩn bị điểm thi từ cơ sở vật chất, số lượng thí sinh, cán bộ giám thị coi thi, những thuận lợi khó khăn trong thời gian qua, đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị của điểm thi, nhất là các phương án đảm bảo an ninh trật tự. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điểm thi quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi với tinh thần thoải mái, không áp lực, chú trọng công tác phòng chống gian lận trong thi cử. Cũng tại điểm thi số 2, đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến tận phòng thi gặp gỡ các em học sinh tham gia thi, gửi lời động viên mong các em bình tĩnh, tự tin để thực hiện tốt kỳ thi.